Chào các bạn, thì video ngày hôm nay tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn cách giải bộ đề thi số 11. Theo như yêu cầu của một số bạn, thì video lần này tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn song song cả về giải mẹo lẫn như giải chính quy. Tôi sẽ hướng dẫn từng đáp án, từng câu hỏi một để cho các bạn dễ dàng học là nắm được, hiểu được và áp dụng vào thực tế sau này. Đi vào chi tiết cái bộ đề thi này á, thì câu đầu tiên người ta hỏi về khái niệm đường chính được hiểu như thế nào là đúng. Thì cái câu này chúng ta có hai cách giải quyết. Thứ nhất đó là giải theo mẹo. Thì về những câu hỏi khái niệm đường chính này, đường phố này, khổ giới hạn, đường bộ, các bạn chọn ngay cho tôi cái đáp án số 1, không cần phải quan tâm tới phần trả lời của các đáp án. Còn nếu giải theo hệ chính quy, chúng ta phân tích từng đáp án một á, thì cái đáp án số 1, đường chính là đường đảm bảo giao thông chủ yếu trong khu vực nha các bạn. Câu số 2 thì người ta hỏi người điều khiển xe ô tô, máy kéo, xe máy chuyên dùng trên đường mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt bao nhiêu thì bị nghiêm cấm. Thì theo như quy định nhé, người điều khiển xe ô tô, máy kéo và xe máy chuyên dùng là tuyệt đối không được sử dụng rượu bia. Cho nên cái đáp án số 2 là cái đáp án chính xác trong câu hỏi này. Các bạn lưu ý cho tôi. Câu số 3. Ở những nơi nào không được lùi xe? Thì ở nơi nào không được lùi xe? Đó là những nơi nguy hiểm mà chúng ta không thể đảm bảo an toàn giao thông. Thì chúng ta không được lùi xe. Thì phân tích những đáp án. Thì các đáp án số 1 chúng ta bỏ qua ngay, bởi vì khu vực cho phép đỗ xe thì đương nhiên chúng ta sẽ được lùi xe. Đáp án số 2 là ở khu vực cấm dừng và trên phần đường dành cho người đi bộ. Các bạn lưu ý cho tôi, đó là cái cụm từ trên phần đường dành cho người đi bộ thì chúng ta không được lùi xe ở trên cái phần đường này. Cái đáp án thứ 2 là đáp án đúng nha các bạn. Đáp án số 3 đó là nơi giao nhau giữa đường bộ và đường sắt, nơi tầm nhìn bị hạn chế che khuất trong hầm đường bộ và đường cao tốc. Thì như các bạn đã biết rồi đó, trong hầm đường bộ và đường cao tốc thì tuyệt đối không được phép lùi xe. Cái đáp án số 3 cũng là đáp án chính xác. Vậy câu hỏi này chúng ta chọn cả đáp án số 2 và số 3 luôn. Câu số 4. Tại nơi đường giao nhau, khi người điều khiển giao thông ra hiệu bằng tay giơ tay phải về phía trước để báo hiệu thì người tham gia giao thông phải đi như thế nào? Thì chúng ta khi thấy cảnh sát giao thông giơ tay về phía trước thì người tham gia giao thông ở phía sau và bên phải người điều khiển phải dừng lại. Người ở phía trước người điều khiển được rẽ phải. Người ở phía bên trái người điều khiển giao thông được đi tất cả các hướng. Người đi bộ qua đường thì phải đi sau người điều khiển giao thông. Thì chúng ta chọn ngay cái đáp án số 2 cho tôi. Ngoài ra, ở với câu hỏi dạng này thì chúng ta còn một cái mẹo nữa để giải quyết. Đó là hiệu lệnh của người điều khiển giao thông giang tay thì chọn ngay đáp án số 1. Mà thấy có chữ giơ tay thì chọn ngay cho tôi cái đáp án số 2 nha các bạn. Câu số 5. Ban đêm xe cơ giới đi ngược chiều gặp nhau, đèn chiếu sáng phải được sử dụng như thế nào? Thì đương nhiên chúng ta sẽ phải chuyển từ đèn chiếu xa sang đèn chiếu gần rồi. Bởi vì sao ạ? Bởi vì chúng ta dọi cái đèn chiếu xa khi hai xe tiến tới gần nhau sẽ dọi trực tiếp vào cabin buồng lái của người ở phía trước, sẽ làm tầm nhìn bị hạn chế, rất dễ gây tai nạn. Nên chúng ta phải chuyển ngay từ cái đèn chiếu xa sang đèn chiếu gần. Câu số 6. Trên đoạn đường bộ giao nhau cùng mức với đường sắt, cầu đường bộ đi chung với đường sắt thì loại phương tiện nào được quyền ưu tiên? Khi hỏi về đường sắt thì đương nhiên cái phương tiện đường sắt là phương tiện được ưu tiên tối thượng rồi nha các bạn. Ta chọn ngay cái đáp án số 3 cho tôi. Câu số 7.
cơ quan nào quy định các đoạn đường cấm đi, đường đi một chiều, nơi cấm dừng, cấm đỗ, cấm quay đầu xe, lắp đặt các biển báo đường bộ thuộc quản địa phương quản lý. Thì câu hỏi này chúng ta chọn ngay cho tôi cái Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh nha các bạn. Bởi vì chỉ có Ủy ban Nhân dân tỉnh mới có quyền đưa ra các lệnh cấm và lắp đặt các biển báo hiệu đường bộ thôi. Câu số 8. Người lái xe chở người từ 10 đến 30 chỗ ngồi hạng D hoặc hạng FC thì phải đủ bao nhiêu tuổi? Thì chọn ngay cho tôi là cái đáp án số 2, 24 tuổi. Bởi vì sao ạ? Bởi vì chúng ta nhớ cho tôi đủ 18 tuổi thì chúng ta có thể học bằng B1 hoặc B2. Người đủ 21 tuổi thì được phép học bằng C. Còn hạng D và hạng FC là hai cái hạng mà từ C chúng ta nâng dấu. Nghĩa là chúng ta cần phải 3 năm chúng ta mới được quyền nâng dấu. 21 cộng với 3 chúng ta ra số tuổi là bằng 24 nha các bạn. Còn trả lời theo mẹo thì các bạn chọn cho tôi cái đáp án nào có số tuổi lớn nhất thì nó cũng chính xác là cái đáp án số 2 luôn. Câu số 9. Đường bộ trong khu vực đông dân cư gồm những đường nào? À, đường trong khu vực đông dân cư là đường bộ nằm trong nội thành phố, nội thị xã. Và những đoạn đường được xác định từ cái vị trí của cái biển bắt đầu báo hiệu khu đông dân cư đến khi chúng ta gặp cái biển hết khu đông dân cư. Đó là cái đáp án số 2 nha các bạn. Câu số 9 tôi giải thích thêm cho các bạn tại sao không chọn đáp án số 1 và số 3. Cái đáp án số 1 thì nó chưa đủ ý. Bởi vì còn cái ý đó là phải bắt đầu từ cái biển báo khu đông dân cư đến hết cái biển, hết khu đông dân cư thì mới đầy đủ. Cái đáp án số 3 thì nó lại thiếu. Bởi vì sao? Bởi vì nó thiếu cái tuyến đường nằm trong khu vực nội thành phố, nội thị xã nha các bạn. Các bạn lưu ý cho tôi. Câu số 10. Khái niệm xe quá tải trọng của đường bộ được hiểu như thế nào là đúng? À, cái xe quá tải nó là xe có tổng trọng lượng, bao gồm trọng lượng của xe và trọng lượng của hàng hóa xếp trên xe vượt quá năng lực chịu tải của cầu, hoặc xe có tải trọng trục vượt quá năng lực chịu tải của mặt đường. Thì đó là khái niệm về xe quá tải. Thì những câu khái niệm này nó cũng có cách để trả lời theo mẹo, thì tôi đã để ở bên dưới phần mô tả để các bạn có thể ứng dụng vào để trả lời ngay cho tôi. Đó là khái niệm xe quá tải trọng này, khái niệm xe, khái niệm đường chính này, khái niệm khổ giới hạn đường bộ. Giống như câu số 1 á, thì chọn ngay đáp án số 1 cho tôi nhé các bạn. Câu số 11. Người kinh doanh vận tải hàng hóa có các nghĩa vụ gì theo quy định ở dưới đây? Thì cái nghĩa vụ đầu tiên đó là phải cung cấp phương tiện giao thông đúng loại, đúng thời gian, địa điểm và giao hàng cho người nhận hàng theo thỏa thuận trong hợp đồng, hướng dẫn xếp giới hàng hóa trên phương tiện. Thì đây là cái nghĩa vụ đầu tiên. Cái nghĩa vụ thứ hai là phải bồi thường thiệt hại cho người thuê vận tải hàng hóa do mất mát hư hỏng. Thì đây là cái nghĩa vụ thứ hai nha các bạn. Câu này chúng ta chọn ngay cái đáp án số 1 và số 2. Những câu hỏi có hai đáp án mà hỏi về nghiệp vụ vận tải này, văn hóa và đạo đức lái xe, thì các bạn nếu trả lời theo mẹo thì các bạn chọn ngay cho tôi cả đáp án số 1 và số 2 luôn. Hỏi về đạo đức cơ bản của mỗi con người, của người lái xe thể hiện những điểm nào ghi ở dưới đây? Nếu mà trả lời mẹo như câu số 11 tôi vừa nói, hỏi về đạo đức văn hóa lái xe, thì các bạn chọn ngay cho tôi cái đáp án số 1 và số 2 luôn nha các bạn. Thì khi đọc từng đáp án thì nó cũng là điều đúng và hiển nhiên thôi. Đó là tính trung thực và tính nguyên tắc, tính khiêm tốn, lòng dũng cảm. Đáp án thứ hai là tình yêu lao động và tình yêu thương
con người. Câu 13 cũng là một câu hỏi về văn hóa giao thông. Thì chúng ta chọn ngay cho tôi cái đáp án số 1 và số 2 luôn. Thì đọc, phân tích từng đáp án thì người có văn hóa tham gia giao thông thì phải có thói quen chấp hành quy tắc giao thông đường bộ, nhường đường cho người đi bộ, người già, trẻ em và người khuyết tật. Thứ hai là có thái độ ứng xử ôn hòa, văn minh, lịch sự khi xảy ra va chạm giao thông. Câu số 14, một câu về kỹ năng lái xe. Khi điều khiển xe ô tô lên dốc cao, người lái xe cần phải thực hiện các thao tác nào? Thì để điều khiển xe lên dốc, chúng ta phải về số thấp từ chân dốc, điều chỉnh ga cho xe từ từ lên dốc. Đến gần đỉnh dốc, phải cho xe chạy chậm, đi sát vào phía bên phải, có tín hiệu còi đèn để báo hiệu cho người lái xe đang đi ngược chiều được biết. Thì đây là cái đáp án chính xác của nó. Cái đáp án số 1 nó sai ở đâu ạ? Cái đáp án số 1 đó là các bạn chú ý cho tôi cái cụm từ gần đỉnh dốc thì phải tăng ga để xe nhanh chóng vượt qua. Thì cái này là chúng ta tuyệt đối không được làm theo nha các bạn. Câu số 15 thì một câu về ký hiệu. Khi động cơ ô tô đã khởi động, bảng đồng hồ xuất hiện ký hiệu như hình vẽ. Dưới đây báo hiệu tình trạng gì của ô tô? Đây là chữ brake. Thì cái chữ này thì nó có ý nghĩa đó là phanh tay hãm và thiếu giờ phanh nhé các bạn. Đây là ký hiệu chung quốc tế cho tất cả các loại xe. Các bạn lưu ý cho tôi. Câu số 16 là xe ô tô tham gia giao thông đường bộ phải đảm bảo các quy định về chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường nào ghi ở dưới đây. Thì đáp án số 1 là kính chắn gió phải là loại kính an toàn, đảm bảo tầm nhìn cho người điều khiển, có hệ thống hãm và hệ thống chuyển hướng có hiệu lực. Lái xe của ô tô ở bên trái có còi, âm lượng đúng quy chuẩn và kỹ thuật. Thì cái đáp án này là đáp án đúng hiển nhiên rồi. Thứ hai là có đủ đèn chiếu sáng gần và xa, đèn soi biển số, đèn tín hiệu có đủ bộ phận giảm thanh, giảm khói và các kết cấu đủ độ bền, đảm bảo tính năng vận hành ổn định. Thì đáp án đây cũng là đáp án chính xác. Câu này các bạn chọn cho tôi cái đáp án số 1 và số 2 luôn. Câu số 17. Hãy nêu công dụng của hệ thống chuyên lực ô tô. Thì hệ thống chuyên lực của ô tô thì nó dùng để chuyển đổi từ mô men quay từ các động cơ tới các bánh xe chủ động của ô tô. Thì cái hệ thống chuyên lực là các bạn nhớ tôi là nó sẽ truyền các lực từ động cơ ra các bánh xe nha các bạn. Còn cái đáp án thứ hai, người ta nói là dùng để thay đổi hướng chuyển động và giữ cho ô tô chuyển động ổn định theo hướng xác định. Đó là công dụng của cái hệ thống lái của ô tô nhé. Còn thứ ba đó là để giảm tốc độ và dừng chuyển động của ô tô. Thì đấy là cái hệ thống hãm, phanh hãm của ô tô nhé các bạn. Câu số 18 là một câu về biển báo. Thì cái biển báo hiệu nào giao nhau với đường sắt và đường bộ không có rào chắn? Thì chúng ta phân tích này, cái biển số 1 là nó báo hiệu giao nhau với đường sắt có rào chắn. Thì các bạn thấy cái rào đây không ạ? Cái biển thứ 2 là biển báo hiệu giao nhau với đường sắt không có rào chắn. Biển số 3 cũng là biển giao nhau với đường sắt không có rào chắn. Cho nên cái đáp án câu hỏi này đó là cái biển số 2 và biển số 3. Thì ta xem ở phần đáp án đó là cái đáp án số 2 nha các bạn. Câu số 19. Biển nào báo hiệu cấm xe mô tô hai bánh đi vào? Thì ở đây có 3 cái biển. Biển thứ nhất là biển cấm xe mô tô hai bánh. Biển thứ hai là biển cấm xe tất cả các loại xe cơ giới kể cả xe mô tô 3 bánh. Biển thứ ba là biển cấm máy kéo. Nên
cái biển nào báo hiệu cấm xe mô tô hai bánh? Đó là cái biển số 1, tương ứng với đáp án số 1 luôn nha các bạn. Câu hỏi số 24 thì người ta hỏi là thứ tự các xe đi như thế nào là đúng quy tắc giao thông. Thì nhìn vào xa hình chúng ta thấy xe tải và xe mô tô là đang trên đường ưu tiên, có cắm biển ưu tiên. Xe lam và xe con thì là hai xe này ở đường nhánh tới. Vì vậy, cái thứ tự đi sẽ là xe tải đến xe mô tô, tiếp theo là xe lam và xe con. Bởi vì sao? Bởi vì áp dụng quy tắc là nhường đường cho xe trên đường ưu tiên và nhường đường cho xe có hướng rẽ ưu tiên. Hướng rẽ ưu tiên ở đây là hướng đi thẳng, sẽ được ưu tiên đi trước xe rẽ trái nha các bạn. Nên thứ tự đi đúng sẽ là xe tải, xe mô tô, xe lam và xe con, tương ứng với cái đáp án số 2. Câu số 25. Theo tín hiệu đèn, xe tải đi theo hướng nào là đúng quy tắc giao thông? Thì các bạn thấy cái tín hiệu ở cột đèn là đèn đỏ, và hướng rẽ được quyền đi biển phụ đó là hướng rẽ phải. Nên xe sẽ chỉ được quyền đi theo hướng số 1 thôi các bạn. Đáp án số 2. Câu số 26. Xe nào được quyền đi trước trong trường hợp này? Thì phân tích cái xa hình ấy, thì chúng ta thấy áp dụng cái quy tắc là hướng rẽ ưu tiên. Các bạn thấy không? Hướng rẽ ưu tiên là gì? Khi vào cái tuyến đường cung cấp thì chúng ta áp dụng cái quy tắc là bên phải xe đường trống. Thì ở đây cả xe lam và xe xích lô hai bên phải đều để đường đều trống giống như nhau. Tiếp đó ta áp dụng đến cái quy tắc là hướng rẽ ưu tiên. Hướng rẽ ưu tiên là hướng rẽ gì ạ? Hướng rẽ ưu tiên ở đây đó là rẽ phải. Tiếp theo là đi thẳng và thứ ba là rẽ trái. Vì vậy xe xích lô sẽ được quyền đi trước trong trường hợp này. Đáp án số 2 nha các bạn. Câu số 27. Đi theo hướng mũi tên, xe nào vi phạm quy tắc giao thông? Thì ở đây chúng ta có một biển cấm rẽ trái, tức là cũng cấm quay đầu xe ở trên phần đường dành cho xe tải. Và ở bên phần đường dành cho xe cứu hỏa đang chuẩn bị đi có biển cấm đi ngược chiều. Vì vậy đi theo hướng mũi tên thì là xe tải sẽ vi phạm quy tắc giao thông nhé các bạn. Còn xe chữa cháy nó sẽ được quyền đi vào đường ngược chiều, đó là xe ưu tiên theo luật định của nhà nước. Câu số 28. Người lái xe điều khiển xe rẽ trái như thế nào là đúng quy tắc giao thông? Thì phân tích xa hình ta thấy xe tải là xe lỡ đã đi vào ngã ba ngã tư nên xe tải sẽ được quyền đi trước. Thứ hai, áp dụng quy tắc hướng rẽ ưu tiên, đó là đi thẳng sẽ được quyền đi trước xe rẽ trái, nên xe của chúng ta sẽ phải nhường đường cho xe tải và xe khách nha các bạn. Đáp án số 3. Câu hỏi số 29 là các xe đi theo hướng mũi tên, xe nào vi phạm quy tắc giao thông? Thì ở đây ta có xe khách đèn tín hiệu kêu chúng ta chỉ được rẽ trái, trong khi đó xe khách đi thẳng là xe khách đã vi phạm quy tắc giao thông. Xe tải và xe mô tô đi thẳng trong khi đèn báo tín hiệu có màu đỏ nên xe tải và xe mô tô cũng vi phạm quy tắc giao thông. Xe con rẽ phải đúng theo tín hiệu đèn nên ở đây xe vi phạm quy tắc giao thông đó là xe khách, xe tải và xe mô tô. Tương ứng
với cái đáp án số 2 nha các bạn. Câu số 30, bạn xử lý như thế nào khi xe ô tô vượt qua đoàn người đi xe đạp có tổ chức? Thì chúng ta không được vượt cũng như cắt ngang qua đoàn xe đang tổ chức. Nên cái đáp án là đáp án số 2 nha các bạn.